Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi họp mặt chào mừng đoàn hội cựu chiến binh đoàn tàu không số thăm lại chiến trường xưa và các khu di tích, khu lưu niệm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tham dự có bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Trong các ngày từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 7, đoàn hội cựu chiến binh đoàn tàu không số gồm 4 tỉnh Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã đến thăm thắp hương tưởng niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định tại khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm, gặp gỡ lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, thăm lại khu di tích đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc Nam tại xã Thành Hải, huyện Thành Phố và tham quan nhà truyền thống Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Để thăm hỏi, chúc sức khỏe các cựu chiến binh của đoàn tàu không số nhân chuyến về nguồn tại Bến Tre, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi họp mặt chào mừng đoàn. Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại lịch sử mà cán bộ chiến sĩ của đoàn tàu không số đã anh dũng trực tiếp vận chuyển vũ khí chi viện cho miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ sự trân trọng, niềm vui tiếp đoàn hội cựu chiến binh đoàn tàu không số về thăm lại chiến trường xưa, nơi Bến Tre là một trong những bến và cũng là nơi khởi đầu cho đoàn tàu không số ra đời từ năm 1946. Đồng thời chúc đoàn về nguồn có nhiều sức khỏe và chuyến tham quan thật ý nghĩa. Đoàn về lại Bến Tre vô cùng ý nghĩa trong dịp tỉnh vừa tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội và tinh thần thi đua Đồng Khởi mới của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre trong giai đoạn hiện nay đến với đoàn.